Hello anh em nha, Vika đã quay trở lại rồi đây. Anh em có khỏe không? Mọi người bình luận bên dưới để anh Vika biết nha. Tình hình là Hạ My đang F0 rồi anh em à. Anh Vika thì tạm thời không sao. Bữa giờ Vika bận chăm sóc Hạ My cho nên không ra video được, anh em thông cảm nha. Với lại dạo này số ca nhiễm có vẻ đang tăng, cho nên anh em giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi ra ngoài nha. Anh Vika mong là mọi người không sao hết. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ Vika nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, thì hôm nay Vika mới lấy thêm một cái camera nữa để show thao tác tay cho anh em xem cho vui nè anh em à. Mà cái này là để cho vui thôi nha, chứ không phải là Vika chứng minh gì này nọ đâu. À, bạn nào tin Vika thì cũng đã tin rồi. Vika cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tin tưởng và ủng hộ Vika. À, còn bây giờ bạn nào không tin, không muốn công nhận Vika thì có nói gì mấy bạn ấy cũng không tin thôi anh em à. Ok thì không để mọi người đợi lâu nữa, bây giờ mình vô game chơi nha. Cuối video vẫn có mini game tại kim cương, anh em nhớ tham gia nha. Bây giờ thì chơi thôi nào. Ok, chúng ta đến với trận đầu tiên nha. Hiện tại Vika đang kim cương 1 anh em à. Thấy đằng sau lưng Vika là bốn bạn rồi đó. Khu này chắc có người nè. Mà mùa này nhất định là phải lên huyền thoại để solo squad ở rank huyền thoại cho anh em xem nha. Ủa bên kia bên kia. Mình ở bên đây đi anh em à. Lấy cái súng trước để rồi tính ha. Mạnh mẽ một xíu đi rồi mới qua bắn được anh em à. Okay. Mà Vika đọc bình luận thấy có mấy bạn ghi là mấy bạn cũng đang F0 rồi F1 á anh em. Mấy bữa Hà My bị F0 á, anh Vika cũng ăn uống liên tục anh em à. Để em tăng sức đề kháng. Ui có địch có địch có địch. Cho nên anh em cũng ăn uống nhiều vào nha, để mình có sức đề kháng anh em à. Đây, đây nè. Gạt bằng này luôn. Dưới bên đây còn người sao anh em. Mới nghe tiếng bắn đâu đây nè. Còn bộ bạn ở bên kia nữa anh em à. Điên này quá luôn, điên này quá luôn. Còn không, còn không, còn không. Giống như Vika tận dụng F1 để Vika ăn nhiều anh em à. Để lấy lý do khỏi giảm cân anh em. Nói chứ mọi người cẩn thận nha, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Vika cũng cố gắng chứ nếu mà Vika mà có bị gì á thì đâu có quay video cho anh em xem được. Cho nên Vika cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe anh em ạ. Khu này chắc clear rồi anh em ạ. Để xách xe chạy qua khu khác thử ha. Qua bên kia sẵn mua đồ luôn anh em ạ. Lâu lắm rồi Vika không chạy xe á. Cái map này mọi khi Vika chơi rất là khó tìm người anh em ạ. Chắc mình xách xe mình đi tìm cho nó nhanh ha. Đi đâu mà có nghe bắn bắn nhau á là mình dừng lại đó anh em ạ. À. Cầu này qua được không ta? À qua được. Qua cầu, qua cầu, qua cầu. Cẩn thận. Ok. Xe mà xuống nước thì đâu có lên được đâu đúng không anh em? Khu này có ai không? Khu này có ai không? Bóp kèn lúc nào ta? Vika chưa có cài cái nút bóp kèn đó anh em ạ. À. Đi nãy giờ luôn không thấy ai luôn anh em ạ. À. Đấy có người, có người, có người. Có người, có người anh em ạ. À. Còn không, còn không? Hình như nghe tiếng trong nhà này nè. Trời ơi. Ok. Xách xem đi kiếm luôn cho nhanh anh em ạ. Mà anh Vika đọc bình luận á, thấy có nhiều bạn nói là kiểu như là tội anh Vika. Tại vì dính cái drama cho nên bây giờ mấy bạn ấy không công nhận Vika. Nhưng mà đối với Vika thì Vika chỉ muốn là ước gì thời gian quay lại á, anh Vika sẽ chơi refi sớm hơn. Thì Vika nghĩ là nếu mà Vika chơi refi từ lâu rồi đó thì chắc là mọi người sẽ dễ công nhận Vika hơn anh em ạ. À. Cho nên là có thể là hẹn anh em ở một cái tựa game khác ha. À, một tựa game mới nào đó đi. Nói chung thì không chỉ riêng refi, Vika sẽ chơi rất là nhiều game nữa. Ê có người có người. À, lúc đó Vika sẽ chứng minh là dù Vika chơi game nào Vika cũng sẽ chơi tốt anh em ạ. À. Không chỉ riêng refi đâu. Ui. Dựng đây ổn không ta? Này ngồi bo anh em à. Ui 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 ui. Nổ xe, nổ xe, nổ xe. Mấy bạn bắn nhau với team nào trên kia kìa anh em. Để Vika kiểm tra xem khu này có người không đã. Khả năng khu này có người á anh em à.
sẵn lên cái shop kiếm. Ê, có người, có người, có người. Có người đây này, có người đây này. Ok, ok, cộng 4, cộng 4. Bạn ấy ở bên đây à? Nhiều khi bồ của bạn ấy bên đây luôn anh em. Cộng có 2, cộng có 2. Bắn trước bạn này đi ha. Kiểu như lâu lâu Vika cũng coi TikTok á, thấy có nhiều bạn cắt video của Vika ra tua chậm á anh em. Mà cỡ nào mấy bạn ấy cũng nói được. Ê, bên đây có người à? Tay to anh em, mà tay to. Từ khác, từ khác. Ê, rồi bị cán luôn anh em à. Trời ơi, ghê vậy. Thôi hai team bắn nhau với cả ở giữa luôn mới ghê chứ. Ui, cộng gì tới 100 điểm dữ anh em. Ok lại nha. Trận đầu tiên tay còn hơi cống anh em à. Để trận này Vika cố gắng cẩn thận hơn nha. Ui, nãy Vika nhảy đại khu này mà khu này không có ai anh em à. Thôi mình cứ lút đi ha. Mà nãy Vika nó tới đâu rồi ta? À mấy bạn cắt lên TikTok đúng không? Cắt mấy pha của Vika rồi tu chậm á. Ê, có người, có người kìa. U, chồng bạn ấy chạy nhanh mới bắn không trúng gì hết anh em à. Cộng một luôn. Có bộ không? Có bộ không? Kiểu như á, bắn máu đỏ thì mấy bạn nói là sử dụng phần mềm. Mà bắn máu vàng á, cùng một trận luôn nha, cùng một trận, cùng một team luôn. Vika bắn bạn này máu đỏ, mấy bạn ấy kêu là bật phần mềm, cùng một team luôn. Bắn bạn kia máu vàng, mấy bạn ấy bảo là tắt phần mềm rồi. Mà bắn mà không vô đầu á, nhầm, cái tâm mà không có nằm trong vô đầu á anh em. Mà bắn hết sọ á, thì mấy bạn kêu bắn ở cổ mà cũng vào đầu. Mà ví dụ mà cái tâm của Vika mà bắn ở ngay đầu luôn á nha, thì mấy bạn lại bảo là ghim tâm. Kiểu như cỡ nào mấy bạn cũng nói được anh em à. Cho nên bây giờ Vika đâu cần phải làm gì để chứng minh nữa anh em. Có nói gì mấy bạn ấy cũng sẽ nói lại thôi à. Cho nên giờ Vika cũng chẳng có quan tâm nữa. Nhưng mà mấy bạn có nhiều bạn giả mạo Vika trên TikTok thì anh em report giúp Vika nha. Tại vì Vika không có mở sát bạc anh em à. Tại nhiều cái game chơi có nhiều cái mình gặp mình cũng không có biết lý giải như thế nào anh em. Cái cơ chế one shot thì Vika có làm video hướng dẫn mọi người rồi. Còn lại thì có người là cái cảm giác thôi anh em à. Cái cảm giác với lại cái kinh nghiệm của mình thôi. Ơi, có người, có người, có người. Tưởng bồ bạn ấy đang cứu trong đây chứ. Ok, ok. Trời, hết hồn một team luôn anh em à. Tiêm một tiêm luôn. Mà nhiều khi á, mấy Vika coi TikTok thấy có nhiều bạn kiểu như cũng chơi hay lắm. Mà thấy cũng tội mấy bạn ấy anh em à. Kiểu bây giờ cứ bắn hết sọ một xíu á, thì mấy bạn ấy lại bảo phần mềm nữa. Nhưng mà cái thước đo á, bên đây có người. Cái thước đo của một người chơi có hay hay không á, nó không phải chỉ là one shot hay là hết sọ không anh em. Nó còn có nghe tiếng chân, rồi phân tích tình huống tùm lum anh em à. Trên đây có người nè. Tại nhiều khi mọi người xem một người mà biết mấy bạn ấy chơi hay hay không á, ở Vika thường nhìn vô cái cách chơi nè, chứ không phải là cứ hết sọt là được đâu. Không phải là cứ vô tự chiến rồi đặt bơm keo nhanh hay là bắn one shot hoặc là hết sọt nhiều là đối với Vika là pro đó. Ở Vika phân tích một bạn dựa trên là cái cách bạn ấy xử lý tình huống là nhiều nè. Mọi người á không con. Ra ngoài bo lượm bơm keo luôn anh em à. Thấy Vika máu kìa. Okay. Kiểu như tình hình DeFi hiện tại cũng đang khá là phức tạp anh em.
có nhiều bạn Vika thấy á, là bạn ấy không hề sử dụng phần mềm nha, không có hề sử dụng phần mềm đâu, nhưng mà bạn ấy bắn rất là hay đó. Nhưng bạn ấy còn phải tự nhận là sử dụng phần mềm để mấy bạn ấy kinh doanh hay là mấy bạn ấy được nổi tiếng anh em ạ. Ai vậy? Ủa, bạn nào mới bắn Vika đâu quá anh em? À, tuốt trên đồi kìa anh em ạ. Cho nên giờ Vika chơi vì đam mê, mấy bạn ủng hộ thì Vika làm video thôi, chứ hiện tại cái việc mà công nhận Vika không có hy vọng nhiều anh em. Hết hồn. Sau này nếu mà Vika có chơi một tựa game khác thì Vika sẽ chứng minh cho mọi người thấy Vika chơi game nào cũng tốt hết anh em. Sao cắt tay nhanh vậy? Trời ơi, cao thủ anh em à, bạn này tao cắt tay ghê thiệt chứ. Dạo này mấy bạn có cái chiêu gì mà né đạn ghê nè, để bữa nào Vika học ha. Hình như là mấy bạn ấy lắc cái gì nữa đúng không? Tại Vika lắc á, thì Vika sẽ không quan sát tốt được, không hết sọt tốt được, cho nên để bữa nào Vika tập anh em à. Đây, có tiếng chân, có tiếng chân. Đây. Đâu vậy? Con gái anh em à, con gái. Bảo vệ không đây. Bạn còn tim lẻ hay sao? Hay là bạn còn bồ? Để Vika bảo vệ anh em à. Ui bắn luôn hả? À? Sao tưởng em, tưởng bạn ấy muốn bảo vệ chứ. Vậy là combo anh em à. Trời ơi, căng ghê luôn á. Cuối cùng cũng được top 1 anh em à. Yeah, lên kim cương 2 không? 80 điểm luôn anh em. Sao dạo này cộng nhiều điểm á nha. Ok lại nha. Được cái top 1 ngon quá anh em à. Lên kim cương 2 luôn. Nhưng mà trận này cứ cẩn thận ha, để mình càng lên nhanh càng tốt anh em à. Con này chắc có người không ta? Cổng chờ chắc phải có chứ. Đừng làm Vika thất vọng anh em à. Ui trời, không có luôn. Buồn thiệt chứ. Vika đọc bình luận thấy có mấy bạn hỏi là sao Vika không chơi ở mấy chỗ Việt Nam á. Thì lâu lâu Vika cũng có về mấy chỗ Việt Nam chơi mà anh em. Như gần đây là Vika một đấu 6 ở mấy chỗ Việt Nam đó. Có gì để Vika ghim cái bình luận cho anh em xem cái video đó nha. Còn đấu răng thì ở mấy chỗ Việt Nam bây giờ đâu có chơi đấu chơi xếp hạng được anh em. Toàn là bắn với bot không à. Ở bên Thái Lan thì có nhiều bạn chơi PC á, vào giờ khuya cho nên dễ kiếm trận hơn em. Ê, có người anh em à. Cầm cái súng này hơi khó bắn anh em. Có bộ không? Ta xin hiệu ta săn nha. Thì Vika có cái chìa khóa gì nè anh em. Hình như là mở ở cái khu mới đúng không? Để Vika chạy ở đó thử anh em à. Vika chưa vô chỗ này bao giờ luôn anh em à. Hình như là Free Fire hợp tác với lại gì ta, Assassin's Creed của Ubisoft anh em. Cho nên làm cái chỗ này nhảy xuống giống cái game đó anh em à. Ok, mở ra vậy đúng không? Ơi có người. Có người anh em à. Gạt bộ bạn ấy luôn. Ồ không anh em ạ. Còn không. Có hai bạn thôi à. Chắc không còn nữa anh em ạ. Nếu mà còn thì nãy giờ mấy bạn ấy lại rồi. Ok, để lúc xem có bom kêu không. Vô bên trong đây thử ha. Trong đây có đồ kìa nè. Ghê vậy. Quá trời đồ luôn kìa nè. Trời đồ luôn. Sẵn lên trên đây nhảy xuống thử cái cảm giác thử anh em à.
thì đúng không? Hãy xuống. Đẹp nha. Ok. Giống y như cái tựa game Assassin's Creed luôn nè. Ủa nhưng mà nó chứ còn gì nữa. Tại hai cái game hợp tác với nhau mà. Ok. Giờ phải kiếm thêm bom keo chứ tình hình là hơi ít bom keo anh em ạ. Ơi có người kìa. Vậy đâu vậy? Bom keo không? Ủa sao bạn này nghèo chứ ta? Hình như là mới hồi sinh đó nè. Để ra thử cái điểm hồi sinh xem có ai không anh em ạ. Mấy bạn ấy như mới được hồi sinh thì sao? Vừa mới thấy lấp ló gì bên hàng rào đúng không ta? Ui đúng rồi anh em ạ, bên đây có người nè, bên đây có người. Bên đây có người. Cho xin bơm keo nha. Hãy xách xe lam chạy nè, bên kia còn bộ bạn kìa. Ấy thích, trời ơi, ngay cái xe mình không có, ừ, mới thấy người nữa nè. Không đặt bơm keo được anh em ạ. Xin cái bạn đằng sau này đi ha. Nãy Vika thấy có một bạn đằng sau lưng nữa nè. Đây nè. Bạn bắn ai dưới đây vậy ta? Ui, bên kia quá trời luôn em ạ. Ok. Mấy bạn chưa chắc đi đâu, đi vào anh em ạ. Ồ, đi ăn nấm mà chẳng ai bán hết. Một chỗ bò ha. Chắc Mika phải đổi súng, súng này không bắn xa được em ạ. Ui, có người kìa. Chạy đây đằng sau bắn luôn. Ui Mít chưa kịp bắn, có bạn nào bắn mất tiêu rồi nè. Bên kia anh em à, bên kia. Ui quá trời tiên bắn nhau đây luôn nè. Sau lưng Mika có nữa kìa, trời ơi. Đông vậy. Quá trời tiên bắn nhau đây anh em à. Chắc Mika phải đổi súng quá. Sách xe lam chạy luôn anh em à. Không biết chạy kịp không đây. Dạ đau quá. Chạy kịp không? Đau quá anh em à. Ui, chắc là sống rồi. Ui, có người bên đây. Ấy đằng xa còn người nè. Ơi, đây nè. Còn. Lúc lẽ chạy nè mà. Lúc lẽ chạy. Ô, chạy luôn khỏi lướt. Trời ơi, căng thiệt chứ. Gì vậy? Đây có người nữa anh em à. Có mấy bạn kê bo ngồi đây nữa anh em à. Tìm cát à. Đây ổn ta. Trời ơi. Trời ơi, căng thật sự luôn anh em à. Ghê vậy. Mỗi bạn một like đi. Ok, hôm nay Vika chơi tới đây thôi nha. Giờ Vika phải đi chăm sóc Hạ Mi tiếp anh em à. Nếu Vika không bị sao á thì sẽ quay lại sớm với anh em thôi nha. Hy vọng là vậy anh em à. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ Vika nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ Vika sẽ tổng kết mini game của kỳ trước. Câu hỏi của mini game kỳ trước là tổng số lần Vika đã one shot tính luôn chỉ gục chứ chưa chết là bao nhiêu? Thì đáp án là 44 nha. Bây giờ Vika sẽ quay ra năm số may mắn của kỳ này nha. 2710 6597 0764 5973 và cuối cùng là 1620 nha. Chúc mừng những bạn sau đã có đáp án đúng và có số may mắn gần nhất với những số may mắn mà Vika vừa mới quay ngẫu nhiên ra nha. Bạn Jerry, bạn Anh Nguyễn Hoàng, bạn Anh Quân Nguyễn,
bạn Nghi Pro VIP và bạn Thắng Vi Hữu. Chúc mừng các bạn đã nhận được 111 kim cương nha. Câu hỏi của mini game kỳ này là tổng số lần Vika đã clear team là bao nhiêu? Bắn một bạn mà chết luôn thì cũng tính là clear team nha. Anh em nhớ trả lời đúng cú pháp. Cú pháp là tổng số lần clear team là chấm chấm chấm, rồi tới ID game của bạn, rồi tới 4 số may mắn bất kỳ, rồi cuối cùng là bình luận về video nha. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ Vika nha. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em.